Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đỗ Thùy Liên, là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Bình Phú. Hôm nay rất vui cô được đại diện cho nhà trường, cho tập thể của tổ ngữ văn của trường Trung học Phổ thông Bình Phú xin trình bày với các em về chuyên đề rèn luyện kỹ năng phân tích một tác phẩm, một đoạn trích thơ. Về phân tích một tác phẩm, một đoạn trích thơ chính là một dạng biện luận mà các em học sinh đã được làm quen rất nhiều trong những năm học trung học cơ sở và chúng ta tiếp tục được nâng cao hơn trong những năm trung học phổ thông. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vẫn có rất nhiều em học sinh gặp khó khăn khi chúng ta triển khai với dạng đề văn này. Vậy thì với cái tiết học hôm nay, cô hy vọng các em có thể khắc phục được những cái mặt hạn chế và tự tin hơn với dạng làm văn trên. Sau đây cô xin giới thiệu những cái lỗi sai cơ bản nhất mà các em học sinh thường gặp khi chúng ta phân tích một đoạn trích hoặc một tác phẩm thơ. Trong quá trình đọc bài của các em, cô nhận thấy các em thường phạm nhiều lỗi sai, nhưng trong đó có 4 lỗi sai cơ bản như sau. Lỗi sai thứ nhất đó là không nêu vấn đề cần phân tích. Và lỗi sai này các em thường gặp khi viết mở bài. Có nhiều bạn khi viết mở bài rất đầu tư cho phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Tuy nhiên, đến phần quan trọng nhất là giới thiệu vấn đề cần phân tích thì bạn lại quên mất. Vậy cái việc chúng ta quên giới thiệu vấn đề cần phân tích giống như chúng ta mời một người bạn tới nhà nhưng cuối cùng lại không giới thiệu tên của người đó. Vậy thì cái thao tác giới thiệu của chúng ta đã không đạt được yêu cầu. Và lỗi sai thứ hai mà chúng ta thường gặp đó là các em đã không nêu luận điểm trong phần thân bài. Như các em đã biết, trong phần thân bài sẽ gồm có nhiều đoạn văn và nhiệm vụ của mỗi đoạn văn là chúng ta sẽ triển khai một luận điểm. Tuy nhiên, vì các em không nắm được cách nêu luận điểm nên trong quá trình phân tích, thông thường các em sẽ đi phân tích nội dung và nghệ thuật của từng câu thơ và từ câu thơ đầu tiên đến câu thơ cuối cùng mà không nêu được nội dung của từng ý. Đó là lỗi sai thứ hai. Và đến lỗi sai thứ ba, lỗi sai không dễ xuôi thơ, không thể hiện được cái nội dung và cái nghệ thuật của tác phẩm. Và lỗi này thường xuất phát là do các em không học bài. Và chính vì không học bài nên chúng ta sẽ không biết cần phải nêu những biện pháp nghệ thuật nào, cần phải phân tích hình ảnh nào để làm rõ vẻ đẹp của câu thơ và của bài thơ. Và lỗi sai cuối cùng đó là các em không dám nhận xét hoặc đánh giá lại đoạn trích hoặc tác phẩm. Vì trong một quá trình khi chúng ta phân tích tác phẩm thơ luôn luôn xuất phát từ việc nêu khái quát vấn đề, chúng ta sẽ phân tích làm rõ vấn đề và cuối cùng chúng ta sẽ nhận định khái quát nâng cao hơn. Nếu như chúng ta không nêu bước cuối cùng là coi như phần phân tích của chúng ta đã không đạt yêu cầu. Vậy phải làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được những lỗi sai sau đây? Xin mời các em đi vào phần bài học hôm nay. Trước tiên cô xin giới thiệu cấu trúc của bài học. Bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, đó cô sẽ trình bày về cách dạng nghị luận về một đoạn thơ hoặc một bài thơ. Phần thứ hai, cô sẽ giới thiệu các bước khi chúng ta nghị luận về đoạn thơ và bài thơ. Đến phần thứ ba là phần trọng tâm của bài học hôm nay. Cô sẽ giới thiệu cách để chúng ta sẽ triển khai, sẽ làm bài nghị luận về một bài thơ hoặc đoạn thơ. Và phần cuối cùng, cô và các em sẽ cùng luyện tập để làm rõ hơn những lý thuyết đã học thông qua một đề bài cụ thể. Sau đây, cô sẽ đi vào phần đầu tiên của bài học hôm nay, đó là phần giới thiệu các dạng đề khi chúng ta nghị luận về một đoạn thơ và bài thơ. Khi các em nắm được các dạng nghị luận về một bài thơ hoặc đoạn thơ đã sẽ giúp chúng ta định hướng được cách làm, từ đó tránh dẫn đến việc chúng ta làm sai hoặc làm thiếu hoặc lạc đề. Vậy, qua quá trình tìm hiểu những cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo hàng năm, cô nhận thấy các đề phân tích về đoạn thơ và bài thơ sẽ rơi vào 3 dạng như sau. Dạng thứ nhất đó là đề sẽ yêu cầu chúng ta cảm nhận hoặc phân tích một đoạn thơ, một bài thơ. Đề thứ hai sẽ yêu cầu chúng ta cảm nhận, phân tích về một vấn đề của đoạn thơ hoặc bài thơ. Và dạng thứ ba đó là cảm nhận hoặc phân tích về một đoạn thơ hay bài thơ, đồng thời có kèm theo một phần bình luận ở phía sau mà chúng ta hay gọi nôm na đó là câu hỏi đuôi. Vậy thì cái cách làm của từng phần thế nào? Để hiểu rõ hơn thì cô sẽ giới thiệu cho các em một số cái đề bài cụ thể với 3 dạng như sau. Và trên đây là cô trình bày với các em 3 dạng đề bài cụ thể tương ứng với 3 dạng đề văn mà cô vừa giới thiệu ở phần trên. Dạng thứ nhất là phân tích và cảm nhận một đoạn thơ. Cô có đề bài cụ thể như sau. Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau: Tây Tiến bản binh không mọc tóc, cho đến câu sông Mã gầm lên khúc độc hành. Và đoạn này là tương ứng với đoạn số 3 trong bài thơ Tây Tiến.
Với cái đề bài như sau, thì vấn đề nghị luận của chúng ta chính là cái nghị luận làm rõ cái nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ thứ ba. Và nội dung của đoạn thơ thứ ba chính là về hình tượng của người lính Tây Tiến. Vậy cái cách triển khai chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ triển khai cái phần luận điểm bằng cách cắt ngang bài thơ, chúng ta chia bố cục để tìm hiểu nội dung của những cái đoạn thơ trong đoạn thơ số 3. Và về phân tích, chúng ta sẽ phân tích tất cả những cái biện pháp nghệ thuật, những cái hình ảnh nổi bật trong câu thơ để làm rõ thêm cái vẻ đẹp của đoạn thơ thứ ba trong bài thơ trên. Đó là dạng thứ nhất. Sang đến dạng thứ hai, phân tích và cảm nhận vấn đề trong đoạn thơ. Với dạng đề trên, cô có một đề bài như sau. Cô cũng vẫn lấy cái đề đoạn số 3 trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Và trong đoạn số 3 này thì đề bài yêu cầu như sau: cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc cho tới sông Mã gầm lên không tập hành. Vậy là các em sẽ nhìn thấy, mặc dù có chung một cái đoạn thơ, nhưng lúc này đề bài không dừng lại ở việc đó là yêu cầu chúng ta phân tích nội dung đoạn thơ này nữa, mà một cái yêu cầu cao hơn đó là yêu cầu chúng ta phân tích một cái điều cụ thể là phải làm rõ được cái vẻ đẹp của người lính Tây Tiến. Vậy vấn đề nghị luận ở đây đó là chúng ta phải trình bày ra được những vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ số 3. Vậy cách làm đối với dạng đề này đó là chúng ta phải tìm những cái biểu hiện của vẻ đẹp của người lính Tây Tiến nổi bật ở trong đoạn thơ số 3. Và trong quá trình phân tích thì chúng ta sẽ chọn lọc những cái hình ảnh và những cái từ ngữ để làm rõ lên được cái vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên. Và cô sẽ chuyển sang dạng thứ ba, đó là phân tích cảm nhận một đoạn thơ và từ đó nêu một nhận xét hoặc một bình luận ngắn gọn. Cũng vẫn là đoạn thơ số 3 trong phần Tây Tiến, nhưng ở đây đề bài yêu cầu như sau: cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên. Từ đó hãy nhận xét ngắn gọn về cảm hứng lãng mạn trong đoạn thơ. Vậy là trong đề bài trên, các em sẽ nhận thấy có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là yêu cầu chúng ta cảm nhận đoạn thơ. Vậy với yêu cầu đầu tiên thì chúng ta cũng cảm nhận cái vẻ đẹp về hình tượng người lính Tây Tiến cũng giống như là trong cái đề số 1. Và phương thứ hai là chúng ta sẽ nhận xét về cái cảm hứng lãng mạn trong đoạn thơ. Vậy cái cách làm thì cái phần chia bố cục, xác định luận điểm và cách phân tích chúng ta sẽ làm giống như dạng đề số 1. Chúng ta chỉ thêm một bước đó là phải nó trình bày cái phần bình luận về cái cảm hứng lãng mạn trong đoạn thơ. Thì phần trên cô chỉ giới thiệu về ba dạng nghị luận mà chúng ta thường gặp đối với đoạn thơ và bài thơ. Có cách làm cụ thể thế nào thì lát nữa sang đến phần số 3 cô sẽ tiếp tục trình bày một cách rõ nét hơn. Sang đến phần số 2, cô sẽ trình bày với các em về các bước làm bài nghị luận về đoạn thơ và bài thơ. Và không chỉ nghị luận về đoạn thơ hay bài thơ, hay nghị luận về một tác phẩm văn xuôi hay nghị luận xã hội, thì tất cả các dạng nghị luận chúng ta đều tuân theo 4 bước như sau. Bước thứ nhất là đọc và tìm hiểu đề. Với bước trên thì chúng ta sẽ xác định được vấn đề cần phân tích và định hướng cách mình phân tích cho đúng. Bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý cho bài văn. Bước này sẽ giúp chúng ta có một cái hệ thống luận điểm, luận cứ rõ nét, tránh đến cái việc sai sót, thiếu ý hoặc trùng lặp ý. Bước thứ ba, chúng ta viết bài văn. Đây là bước quan trọng nhất. Và cuối cùng là bước đọc và sửa lỗi. Đây cũng là một bước khá là quan trọng. Vì sau khi chúng ta viết bài xong, các em cần kiểm tra lại có thể về lỗi chính tả, về lỗi dùng câu hoặc những kiến thức khác trong bài văn. Nếu chúng ta không kiểm tra lại những thông tin trên, thì trong quá trình chúng ta làm có những sai sót và khi chấm bài, giáo viên có thể nhận thấy những cái sai sót đó và sẽ ảnh hưởng đến điểm số của chúng ta. Nên bước đọc và sửa bài lỗi bài là một bước khá là quan trọng với các em. Tuy nhiên do việc giới hạn về thời gian nên cô sẽ trình bày hai phần chính, đó là phần tìm ý, lập dàn ý cho bài văn và phần viết bài văn. Và sau đây cô chuyển sang phần quan trọng nhất của bài học hôm nay, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ và bài thơ. Đầu tiên cô xin giới thiệu về cách viết mở bài. Mở bài chúng ta có hai cách, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Và mỗi một cách mở bài như vậy đều có một cái ưu thế riêng. Ví dụ với mở bài trực tiếp thì ưu điểm của nó là rất ngắn gọn và chúng ta rất dễ làm, rất dễ triển khai. Và nhưng với những học sinh nào mà hạn chế về khả năng diễn đạt thì mở bài trực tiếp chính là một cái sự lựa chọn tối ưu. Nhưng mở bài trực tiếp thì lại không gây được cái cảm xúc cho người đọc. Vậy thì cái để đem được cái cảm xúc cho người đọc, để lôi cuốn người đọc vào đem bài văn của mình thì chúng ta có thể chọn mở bài gián tiếp. Tuy nhiên, với mở bài trực tiếp hay mở bài gián tiếp thì chúng ta cũng phải đạt những yêu cầu cơ bản sau.
Cô sẽ giới thiệu các bước khi chúng ta viết mở bài. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu về tác giả. Và trong phần giới thiệu về tác giả, chúng ta sẽ phải giới thiệu hai nội dung, đó là về vị trí đóng góp của tác giả đối với nền văn học Việt Nam. Và thứ hai, chúng ta sẽ giới thiệu về cái phong cách sáng tác. Trong quá trình làm bài, có nhiều học sinh rất đầu tư cho phần tiểu sử của tác giả. Vậy phần này có cần hay không? Thì khi các em viết tiểu sử của tác giả, thì đó cũng là một cách giới thiệu. Tuy nhiên, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Vì khi các em viết phần tiểu sử quá nhiều, nó sẽ dẫn đến cái việc mở bài của chúng ta rất rườm rà, rất dài, rất cồng kềnh. Và điều thứ hai, đặc điểm làm nên cái phong cách, cái vẻ đẹp, cái nét riêng của mỗi tác giả, đó chính là phong cách thơ riêng của những người của tác giả đó. Và nếu các em quá trọng tâm vào cái phần tiểu sử thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái phần quan trọng này. Vì vậy, khi các em viết mở bài giới thiệu về tác giả, các em hãy biết tiết chế, hãy tập trung cho những phần quan trọng. Bước thứ hai, các em sẽ giới thiệu về tác phẩm. Và trong phần giới thiệu về tác phẩm, các em sẽ giới thiệu hai nội dung là xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác. Tuy nhiên, có một số tác phẩm có hoàn cảnh sáng tác rất đặc biệt mà chúng ta cần phải triển khai rõ, vì những hoàn cảnh sáng tác đó nó sẽ liên quan đến cái nội dung mà chúng ta sẽ phân tích. Vậy thì những cái hoàn cảnh sáng tác chúng ta hoàn toàn có thể đưa xuống cái phần thân bài. Vậy thì điểm quan trọng nhất khi chúng ta giới thiệu tác phẩm đó là các em phải giới thiệu được tên của tác phẩm đó. Và bước cuối cùng chính là bước mà lúc nãy các em thường mắc phải những lỗi sai, đó là bước giới thiệu vấn đề cần biện luận. Trong bước này, chúng ta sẽ làm hai việc. Việc đầu tiên đó là giới thiệu nội dung nghị luận. Và việc thứ hai đó là chúng ta trích dẫn thơ đối với đề yêu cầu phân tích đoạn thơ. Vậy, nội dung cần nghị luận chúng ta sẽ giới thiệu cái gì? Tùy theo đề bài yêu cầu mà chúng ta sẽ chọn nội dung nghị luận phù hợp. Ví dụ, nếu đề bài yêu cầu chúng ta nêu cảm nhận hoặc phân tích một đoạn thơ, thì nội dung cần nghị luận chính là nội dung của đoạn thơ đó. Và nếu đề bài yêu cầu chúng ta cảm nhận về một vấn đề trong đoạn thơ, thì nội dung cần nghị luận chính là cái vấn đề được nêu trong đề bài. Và các em sẽ lưu ý, đây là hai bước cần làm để giới thiệu vấn đề đối với đề một đoạn thơ. Đối với đề yêu cầu chúng ta phân tích một bài thơ hoặc cảm nhận một bài thơ, thì chúng ta có thể bỏ qua bước dẫn bài thơ. Vì các em thấy trong chương trình 12, các bài thơ chúng ta được học có dung lượng rất dài. Vậy thì khi giới thiệu mở bài, các em không thể đủ khả năng để dẫn hết bài thơ vào. Vậy nếu gặp một cái đề phân tích một tác phẩm thơ trọn vẹn, thì đối với việc giới thiệu vấn đề nghị luận, các em chỉ cần giới thiệu chủ đề của bài thơ. Vậy là đã đầy đủ yêu cầu khi chúng ta viết mở bài. Và để làm rõ hơn những lý thuyết chúng ta vừa mới học, mời các em tham khảo cái mở bài như sau. Và đề bài của cô trình bày với các em đó là cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Tây Tiến hoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữa khoai hùng, mắt trừng gợi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng thiết đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Đây là cái đoạn thơ số 3, tương ứng với cái đề mà cô cho ngay từ ở đầu phần bài học. Và các em lưu ý, đề bài này cô sẽ bám xuyên suốt trong quá trình khi cô hướng dẫn các em viết mở bài, thân bài và kết bài. Vậy, với đề bài trên, thì các em hãy quan sát một cái vở bài sau. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, có hồn thơ phóng khoáng, hồn học, lãng mạn và tài hoa. Tây Tiến được trích trong tập Mây Đổ Ô là bài thơ tiêu biểu của Quang Dũng, đã thể hiện nỗi nhớ về đàn quân Tây Tiến, về cảnh vật và con người Tây Bắc, một thời gian khổ và oai hùng. Bài thơ được sáng tác vào cuối năm 1948 ở phủ Lưu Tranh, Hà Tây, khi ông đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ. Trong đoạn thơ thứ ba của bài thơ, tác giả đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến. Và cuối cùng là dẫn 8 câu thơ. Vậy thì các em thấy ở trong cái mở bài trên, bạn đã giới thiệu câu đầu tiên là phong cách của tác giả Quang Dũng. Đến câu số 2 và câu số 3, bạn đã giới thiệu xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác một cách rất ngắn gọn. Và đến câu cuối cùng, khi bạn viết trong đoạn thơ thứ 3 của bài thơ, tác giả đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến, tức là bạn đã giới thiệu được vấn đề cần phân tích. Vì ở đoạn thơ thứ 3 này, nội dung chính là hình tượng người lính Tây Tiến.
Và với cách mở bài này, chúng ta thấy đi vào trực tiếp giới thiệu tác giả và tác phẩm. Và đây chính là cách mở bài trực tiếp. Vậy với cách mở bài trực tiếp đó thì rất an toàn, rất dễ để làm. Nhưng nó sẽ không tạo được cái sức hút. Vậy để tạo ra được sức hút, để thu hút người đọc đến với các bài thơ, đến với phần phân tích của mình, thì các em có thể làm mở bài theo cách gián tiếp. Vậy mở bài theo cách gián tiếp chúng ta có thể làm như thế nào? Có nhiều cách mở bài gián tiếp, nhưng sau đây cô giới thiệu với các em hai cách dễ và phổ biến nhất. Đó là chúng ta sẽ mở bài bằng một cái hình ảnh, bằng cách so sánh. Chúng ta có thể so sánh sự tương đồng, sự khác biệt về cách tiếp cận đề tài, về cách xây dựng nhân vật hoặc là về một cái phong cách nghệ thuật. Và cách thứ hai là có thể trích dẫn một nhận định, một câu thơ hoặc là một lời bài hát để đưa vào dẫn dắt cái vấn đề mà chúng ta cần phân tích. Và để làm rõ cho cái lý thuyết này, cô và các em sẽ đi vào cái mở bài sau. Các bạn, các em cùng quan sát mở bài trên. Trong những năm tháng kháng chiến, hình tượng người lính Việt Nam đã trở thành một nguồn cảm hứng tâm thần trong sáng tác của những nhà thơ, nhà văn. Ta bắt gặp một người lính nông dân giản dị với tình đồng chí cao đẹp trong đồng chí của chính hữu. Ta gặp một người lính hiên ngang, lạc quan và tràn đầy lý tưởng trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Thì hôm nay ta bắt gặp một người lính với vẻ đẹp hào hoa, bi tráng trong trang thơ của một người nghệ sĩ lãng mạn, Quang Dũng. Tây Tiến được trích trong tập Mây Đầu Ô đã thể hiện được nỗi nhớ về đoàn quân Tây Tiến, về cảnh vật và con người Tây Bắc, một thời gian khổ và oai hùng. Bài thơ được sáng tác vào cuối năm 1948 ở Phù Lưu Chanh, Hà Tây, khi Quang Dũng đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ của mình. Trong đoạn thơ thứ ba của bài thơ, tác giả đã khắc họa hình tượng người lính hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng. Và sau đó thì bạn có dẫn thơ. Vậy các em sẽ nhìn vào phần màu chữ màu vàng mà cô đã tô đậm ở đây. Thì bạn đã dùng cái cách là so sánh. Bạn nhận ra là với cái đề tài về người lính thì không chỉ có Quang Dũng đề cập tới, mà trong những năm học cấp 2 các em đã từng tìm hiểu về bài thơ đồng chí của chính hữu. Rồi trong bài thơ đồng chí thì xuất thân của những người lính là những người nông dân. Họ ra đi từ những vùng quê, quê hương anh, nước mặn đồng chua, làm tôm nghèo đất cày lên sỏi đá. Và làm sao họ có thể vượt ra được gian khổ? Đó là nhờ vào tình đồng đội. Tác giả đã khai thác kỹ về tình đồng đội trong bài thơ trên. Và chúng ta học một bài thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó là bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Thì trong bài thơ này, tác giả đã miêu tả hình tượng một người lính, một chiến sĩ lái xe, rất lạc quan, rất yêu đời, với lý tưởng chiến đấu, kiên cường. Xe vẫn chạy về miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Vậy thì tìm thấy cái điểm giống nhau đó thì bạn đã dẫn dắt vào để thấy rằng có nhiều tác giả cùng viết về đề tài người lính, nhưng mỗi tác giả có cách khai triển khác nhau. Thì giống như Quang Dũng cũng viết về người lính, nhưng người lính trong thơ Quang Dũng thì lại có một cái vẻ đẹp oai hùng và quan trọng hơn, đó là vẻ đẹp lãng mạn. Vậy thì đây là cái cách mở bài so sánh. Tuy nhiên, để làm được cách mở bài so sánh này đòi hỏi chúng ta phải có vốn kiến thức sâu rộng. Chính vì vậy, có nhiều bạn không chọn cách so sánh mà chúng ta chọn cái cách mở bài bằng một nhận định. Vậy sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em một số mở bài theo cách nhận định hoặc dẫn một câu thơ, một bài hát. Các em có thể quan sát mở bài sau. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã nhận xét về bài thơ Tây Tiến. Quang Dũng đứng riêng một góc đảo. Đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác. Ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến. Phải chăng cái mới, cái lạ, cái riêng biệt ấy chính là tượng đài những chiến sĩ vừa mang vẻ đẹp của sự anh dũng kiên cường, vừa mang vẻ đẹp hào hoa lãng mạn được thể hiện qua đoạn thơ sau. Và tiếp theo là bạn dẫn thơ. Vậy ở đây các em thấy là mở bài trên cũng khá là ngắn gọn, thậm chí có phần ngắn gọn hơn cái mở bài trực tiếp, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu là có giới thiệu tên tác giả, có giới thiệu tên tác phẩm. Và đến cái phần hoàn cảnh sáng tác thì có thể là bạn sẽ triển khai cho cái phần thân bài. Và ở phần mở bài trên thì bạn đã mượn một cái câu nhận định của nhà thơ Vũ Quần Phương giới thiệu về cái phong cách độc đáo của Quang Dũng, cách tiếp cận về hình tượng người lính một cách rất là đặc biệt so với các nhà thơ khác. Và chính từ điều đó đã dẫn vào cái đặc biệt khi xây dựng hình tượng người lính, đó là vẻ đẹp, hào hoa, lãng mạn. Vậy là đây là một cách mở bài bằng nêu nhận định. Và cuối cùng, cô xin giới thiệu với các em cách mở bài gián tiếp bằng cách dẫn một lời bài hát.
Các em cùng quan sát mở bài sau. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Lời bài hát Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn gợi ta nhớ đến hình ảnh của những người lính hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhắc lại ta vẫn không thể nào quên được bao ký ức về những năm tháng gian lao mà hào hùng của dân tộc. Trang sử vẻ vang của đất nước có lẽ bắt đầu từ những đôi tay của những người lính. Họ có thể là những người nông dân, những trí thức và những con người địa vị khác nhau trong xã hội. Nhưng những con người khác nhau với cuộc sống khác nhau ấy, khi xảy ra chiến tranh, họ sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của con tim, gác lại việc riêng để lên đường đi cứu nước. Và hình ảnh người lính đã được khắc họa đẹp nhất, chân thực nhất qua đoạn thơ sau của bài thơ Tây Tiến, nhà thơ Quang Dũng, và sau đó bạn dẫn thơ. Vậy các em sẽ thấy trong cái mở bài trên, từ cái lời dẫn của một bài hát, trong lời bài hát trên đề cập tới cái trách nhiệm của một con người, cái tập thể, thì từ cái sự giống nhau đó giữa cái lời bài hát với cái lý tưởng của người lính trong đoạn thơ Tây Tiến, thì bạn đã mượn cái lời bài hát trên để dẫn vào mở bài. Thì đây là một cách mở bài theo kiểu dẫn một lời bài hát. Vậy qua những cái ví dụ mà cô vừa trình bày, các em sẽ thấy có rất nhiều cách để chúng ta viết mở bài theo cách gián tiếp. Mỗi cách có một vẻ đẹp riêng, có một sức thu hút và sức hấp dẫn riêng. Vậy chọn cách mở bài nào, đó là tùy vào sự lựa chọn của các em. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng để làm sao tạo được cái sức hút, tạo được sự hấp dẫn ngay từ đầu văn bản.